Ly. Gì? Sô-cô-la này ngon lắm, ăn đi. Tôi không thích ăn sô-cô-la. Hay là đi uống trà sữa không? Tôi ghét uống trà sữa luôn á. Sao cái gì Lý cũng thợ với Kim hết vậy? Ê, học bài bà tặng lương đúng không? Đúng rồi. Vậy là Lý nhận lời của Kim rồi hả? Mừng quá. Đây. Thi. Hello. Sao hôm nay bạn đẹp quá vậy? Mình có món quà tặng bạn nè. Quà này là tôi mới vừa tặng ông luôn á. Sao ông tặng lại cho Việt Thi? Thì tại vì bà tặng tôi rồi. Thì bây giờ nó là của tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Tặng bạn nè. Thôi, tôi không muốn chen ngang giữa cuộc tình của hai người đâu. Tự giải quyết giùm đi nha. Hay là đi uống trà sữa không? Ê, hồi nãy mới vừa nói tôi là ông ghét trà sữa nhất trên đời á. Thì tôi nói đó, tôi từ chối bà. Hẹn Thi tối mai 7 giờ tối quán trà sữa nha. Chả bà nè. Nhớ nha. Ê, tôi ý là tôi chưa nói vậy, tôi chưa đồng ý luôn á. Trời. Bây giờ tôi mới hiểu được câu hồng nhan bạc phận, lạnh hết cả da gà. Thôi tôi đi nha. Ê, đứng lại, ai cho về? Sao bà dám nhận quà của Lý? Bà biết tôi là Kim chị đại của trường không? Trời, nãy giờ bà đứng đây bà thấy nha, tôi không có nhận rồi nha. Tại ổng ép tôi nhận. Với lại sô-cô-la giỡn cũng đã trả rồi, tôi có lấy đâu. Cái gì? Sô-cô-la giỡn? Bà được lắm. Tao, hôm nay tao sẽ cho mày một trận. Bắt tao nó lại. Tao sẽ quay đăng lên mạng cho mày nhục. Muốn tôi ra. Bảo vệ tới kìa, bảo vệ. Bảo vệ kìa. Ê Thi. Gì vậy? Bảo vệ đâu? Bảo vệ nào? Không có tôi là bà chết chắc rồi đó. Cảm ơn ông nha. Tụi đó tụi nào mà trông hung hổ vậy? Có cần mai tôi lên trường tôi mét cô không? Thôi. Tôi không muốn làm lớn chuyện đâu. Sao vậy? Nên ghen á. Con nít con nôi, học không lo học, đi quên ghen. Thiệt á, tôi thấy chuyện của tôi căng thẳng lắm luôn á, căng đứt dây đàn luôn á. Căng như nào? Bà kể tôi nghe đi, tôi sẽ giúp cho bà. Thiệt hả? Trời sao lâu dữ vậy trời? Hẹn mấy giờ? Con người chuyên gia đi trễ. Tình hình nào rồi? Trời. Không hiểu sao luôn á, tôi hẹn ông mấy giờ mà ông tới trễ vậy? Ủa thì nè, cái đồ này tôi phải đi mướn này. À mà, cái bộ này là bà phải trả tiền nha, tôi không biết gì đâu á. Ừ, trả luôn. Không những trả tiền bộ đồ, tôi còn bao trà sữa ông ngán xỉu luôn á. Nè, bàn mà nó điêu ấy, là bà sẽ mọc thêm một cục ve chó trên mặt đó. Ông im đi, tôi ghét chứ là ai nói hai cái từ đó trước mặt tôi nha. Ê khoan, tí xíu nữa mà hắn tới, thì tôi là cái gì của ông? Bình thường, hàng xóm. Vậy ông là cái gì của tôi? Bà bị làm sao vậy? Thì hàng xóm nốt, chẳng lẽ... Ông lấy giờ tôi... Gì? Tôi chẳng cái điện thoại của ông á. Thôi. Tôi với ông đang hẹn hò mà. Tôi đùa bà thôi. Bà nghĩ tôi tổ lắm à? Thi ơi! Đi vô trong đi. Trời ơi, đi xíu nó cứ nhớ ra nha. Trời ơi, tôi ngờ bạn đến sớm để đợi tôi luôn á. Uống trà sữa gì? Trân châu bánh phân nha. Cảm ơn ông, nhưng mà thật ra tôi rất ghét trà sữa. Tôi đến đây là để thông báo cho ông biết một tin, đó chính là Winner. Xin giới thiệu với ông, đây là bạn trai tôi. Ngồi. Bà không cần phải thuê người làm bạn trai mình đâu. Dạ. Để lừa tôi á, không cần đâu. Thiệt mà, ông không tin như vậy. Bây giờ nha, tôi kêu gì là Winner làm đó cho ông coi á. Sao tôi tin được? Winner, nói, Thi xinh đẹp. Thi xinh đẹp. À, như ảnh mới khen tôi á. Nói lại, nói cái gì nhí trong họng vậy? Nói lại coi. Nói lại coi. Bình tĩnh. Tôi kêu ông nói lại là Việt Thi xinh đẹp. Việt Thi xinh đẹp. Đó chưa? Ổng mới giờ khen tôi đó. Nhưng mà tôi cũng nói được mà. Nhưng mà tôi không có thích ổng nói. Tôi thích Winner nói à. Với lại Winner biết thả thính nha. Thả thính hơi bị giỏi luôn á.
Thính hả? Thính, thính đó. Thính, Thi, tôi ghét bà. Anh nhiều nó ghét bà kìa. Tại vì là bà luôn ở trong tâm trí của tôi. Ông thấy chưa, Winner rất là lãng mạn. Lúc nào tôi cũng ở trong tâm trí của ảnh hết trơn á. Bà đâu có gì hơn tôi đâu. Mỗi được cái cao ráo, đẹp trai, thả tính giỏi hơn tôi chứ không có gì quan trọng đâu. Nguyên cái phần đó là tôi ăn đứt ông rồi. Chia buồn với ông. Thôi thôi, nhưng mà tôi thấy ông hợp với Kim hơn á. Gì? Tôi mà thích con nhỏ cọc cằn thô lỗ, hở cái là đánh nhau đầu gấu vậy hả? Còn lâu tôi mới thích. Nhưng mà nếu như mà một người con gái thích ông á thì tôi chắc chắn luôn á là họ sẽ chịu thay đổi với ông mà. Trời ơi, nếu mà Kim chịu thay đổi thì tôi sẽ không thích bà nữa, mà tôi sẽ đi thích Kim. Ok. Ok, thế thôi để tôi lấy clip này đăng lên Facebook cho con nhỏ Kim nó xấu hổ chơi. Nếu mà Kim chịu thay đổi thì tôi sẽ không thích bà nữa, mà tôi sẽ đi thích Kim. Ơi, ông làm vậy có giải quyết được gì đâu. Thì có chứ. Gậy ông đập lưng ông. Bây giờ chẳng phải con nhỏ Kim nó định dùng chiêu này cho bà sao? Bây giờ nó là nhân vật chính, cho nó thử hiểu cái cảm giác bị bắt nạt như thế nào. Thôi 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 thôi. Tại tôi thấy cả trường á, ai cũng biết là anh Kim thích Lý lâu rồi. Với lại bây giờ mà để cho Kim nghe được Lý nó xấu vậy, lỡ nó sốc, xong rồi cái nó làm gì bậy bạ là sao? Gì bậy bạ ba? Tội nghiệp nó lắm. Mà bà thôi đi. Nó bắt nạt bà như thế mà bà còn thương cảm nó à? Thì tại vì ông nghĩ thử coi nha, dù gì cũng là bạn bè cùng lớp với nhau, gây gỗ với nhau là chuyện bình thường. Ê, từ từ đi. Từ từ nhá. Ê, sao hôm nay bà thùy mị quá vậy? Tôi thùy mũi đó giờ rồi. Thôi thôi, để tôi đăng clip này trên. Ê, thôi. Ủa, sao rồi? Đưa đây cho tôi đi, để tôi gửi cái clip này riêng cho Kim cho. Chứ lại, ông không nghe Lý nói hả? Sao? Lý nói là nếu như mà Kim chịu thay đổi thì Lý sẽ thích Kim. Lúc đó, thế nào Kim cũng quay qua làm chị em bạn gì với tôi. Trời ơi trời, không biết giờ mình hẹn ở đây xong rồi kêu giang hồ đánh hội đồng rồi nữa. Là lẹ quá, đánh hội đồng thiệt rồi. À, tôi đang định kiếm bà mà bà cũng tự dẫn sát tới. Lần này á, tôi không bỏ lỡ cơ hội để xử bà đâu. Khoan. Lý nói với tôi là nếu như bà thay đổi, Lý sẽ thích bà. Cái gì? Bà giỡn mặt với tôi hả? Lý nào? Không có. Có bằng chứng nè, bà coi đi. Nè. Nếu mà Kim chịu thay đổi thì tôi sẽ không thích bà nữa, mà tôi sẽ đi thích Kim. Có thiệt không vậy? Trời ơi, thiệt chứ, bằng chứng gần cạnh đây rồi, thiệt chứ không thiệt gì nữa. Chính Winner là người quay cái clip này mà. Ê, vậy là tôi có cơ hội rồi đúng không? Nhưng mà chắc chắn á, bà với Lý không có gì đúng không? Trời ơi, có cái gì trước đó đâu mà không có gì lại có. Ê, vậy là tôi phải thay đổi. Tôi thay đổi sao? Bà giúp tôi đi. Nếu như bà giúp tôi á, thì bà sẽ trở thành bạn thân nhất của tôi. Tôi hứa với bà luôn, trong trường không ai dám đụng tới bà đâu. Giúp. Nhưng mà bà đừng có hung dữ quá nha. Bà mà hung dữ không ai thích bà đâu. Hứa nha. Ê Lý. Sao? Có chuyện gì? Nói lẹ đi nha. Tôi không thích nói chuyện với tình địch đâu á. Nói gì vậy? Cái gì mà tình địch? Từ tình địch ấy chỉ dành cho người lớn thôi. Còn tụi mình vẫn còn đang học sinh mà. Học sinh? Tôi lớn rồi, tôi có quyền yêu đương chứ. Chung là hôm nay tôi đến đây không phải để nói ông chuyện này. Tôi có một người muốn gặp ông này. Ai vậy? Đây là người tôi muốn cho ông gặp này. Nói gì đi, rung quá. Chào Lý. Chào Lý. Hôm nay bạn chúng gì mà ăn mặc đẹp quá vậy?
Đâu có đâu. Thì Lý đã nói với Thi với lại Winner là nếu như Kim thay đổi thì Lý sẽ chấp nhận Kim. Thay đổi chấp nhận. Thay đổi nè. Có mấy đứa ngốc mới tin tôi ha. Oh wow. Lý lật lọng luôn hả Lý? Sao ông lật lọng quá vậy? Ê, tôi có bằng chứng nè. Trong cái điện thoại này nè nha. Chính tôi đã quay ở quán trà sữa đó. Ừ. Ông có muốn coi không? Đưa ra. Ê này, ông định giật hả? Không có đâu. Đó, Ly đã nói rồi mà. Tại lúc đó trong lúc tức, tôi lỡ lời nói rồi mà. Nếu như mà ông không nhận tôi đăng cái clip này lên mạng xã hội không? Đúng đó. Đăng đi, tôi thích bà luôn á. Đăng đi, tạo scandal, thằng Lý này sẽ nổi tiếng. Trời, Lý. Lý có suy nghĩ trước khi nói không vậy? Còn lâu, tôi mới thích bà. Vừa học dở, vừa cọc cằn, thô lỗ. Hở cái đánh nhau, mà lại còn xấu xí nữa. Đứa nào chấp nhận bà? Cái gì? Ông có tin là tôi đấm vỡ mặt ông không? Ông dám nói chuyện với con gái vậy hả? Buông ra. Xin lỗi Kim ngay. Buông ra đi thì tôi xin lỗi. Ngay và liền. Còn lâu thì tao mới xin lỗi nó. Quýnh nó. Đừng có đuổi theo nữa. Kệ nó đi. Tôi không có thích tên xấu xa đó nữa đâu. Đúng rồi đó. Tôi thấy bây giờ á, chuyện yêu đương á mình cứ bỏ qua một bên đi. Bây giờ mình phải học, chứ không thôi là ba mẹ mình sẽ buồn mình lắm á. Việt Thi nói đúng á. Tôi nghĩ là ở tuổi này bà đừng nên yêu đương gì cả. Cảm ơn Việt Thi, cảm ơn Winner nha. Từ nay á, Kim sẽ không thích Lý nữa, mà Kim sẽ thích một người. Ủa ai? Ai vậy? Winner. Hả?